Kính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng và bây giờ chúng tôi xin đi vào phần thứ hai. thứ anh, à, xin anh nói về Đảng Cộng sản Việt Nam và các cái tội ác liên quan tới cái việc mà lũng đoạn nhà nước và tha hóa quyền lực. Dạ, yeah. à, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, trong phần 1, à, anh Điệp đã trình bày một phần rất nhỏ trong cái mạng tội ác của Đảng Cộng sản. Mạng tội ác mà anh anh Điệp trình bày cùng quý vị đó là à, chúng nó tìm cách để chứng minh rằng chúng nó là vị nhân của lịch sử và càng chứng minh thì càng càng thấy rõ ràng là cộng sản chỉ là một tập đoàn vô lại và hôm nay ngày mùng 3 tháng 2 vừa rồi thì chúng nó đang nó kỷ niệm 92 năm ngày Đảng Cộng sản xuất hiện để lường gạt giết hại dân lành tàn phá đất nước đặc biệt năm nay thì cái 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 việc tổ chức ăn mừng cái sự xuất hiện lưu manh của chúng nó là trúng vào cái vụ covid vũ hán đã làm gia tăng thêm mức độ suy thoái về kinh tế người dân đã nghèo càng nghèo thêm cộng sản đã làm dân nghèo thì covid vũ hán là làm cho dân càng nghèo thêm càng khốn đôn thêm do quyền lực tuyệt đối cho nên mức độ tham nhũng của đảng cộng sản việt nam đang ở giai đoạn lũng đoạn nhà nước lũng đoạn như thế nào là phần trình bày của chúng tôi hôm nay sự kiện lũng đoạn nhà nước do chính, do chính quyền à, của cộng sản nhà cầm cộng, cộng sản cai trị đất nước đã được nguyễn phú trọng tổng bí thư đảng cộng sản việt nam khi chủ trì phiên họp lần thứ một của ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng vào ngày 20 tháng Giêng 2022 đã thừa nhận rằng tham nhũng rất là tinh vi và cũng rất trắng trợn, càng lúc càng gia tăng nghiêm trọng và mang có tính chất hệ thống và đó là lời thú nhận của Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì trên thực tế những lời thú nhận này có hay không? Thưa có, đó điển hình là vụ đại án Việt Á vụ đại án Việt Á chúng tôi đã trình bày quý vị rất nhiều lần nhưng mà chỉ tóm tắt rằng vụ đại án vụ đại án Việt Á là một sự tập hợp của những tên vô lại trong đại cộng sản Việt Nam và Việt Á khi mà bị truy tố ra tòa thì Việt Á vừa mới được chính nguyễn phú trọng đích thân nguyễn phú trọng ký thưởng huân chương lao động hạng ba do chính nguyễn phú trọng với tư cách là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước đã ký um, cái bản huân chương uh, ký thượng huấn chương lao động hàng ba thì chính nguyễn phú trọng vừa tố cáo là tham nhũng tinh vi thì chính nguyễn phú trọng là cái lực đẩy của cái tham nhũng đi tới kính thưa quý vị vấn đề hôm nay chúng tôi muốn thưa với quý vị dành chương trình hôm nay là uh, vụ những chuyến bay giải cứu nghe chuyến bay giải cứu nghe dự dằn quá kính thưa quý vị giải cứu như thế nào ngày 28 tháng giêng 2002 Bộ Công an cho biết đã, đã truy tố Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Lãnh sự Độ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Lê Tuấn Anh, Trạnh Văn Phòng và Lưu Tuấn Dũng, Phó Phòng Bảo vệ Công dân thuộc Bộ Ngoại giao đã vi phạm pháp luật khi xét duyệt và cấp phép cho các công dân và những công ty thực hiện những cái gọi là chuyển bay giải cứu để đưa công dân Việt Nam đang bị kẹt ở hải ngoại về nước. Nhưng ngoại ám thay, những tên vừa bị truy tổ, vừa bị mới công truy tổ thì trước đó một thời gian rất ngắn thì những tên này cũng đã được Thủ tướng của Chính phủ Cộng sản Việt Nam là Phạm Minh Chính với sự đề nghị của Bộ Ngoại giao ban tặng cho cái bọn này huy chương lao động hàng ba vì đã có công đưa người Việt Nam hồi hương trên những chuyến bay giải cứu <laughs> quý vị, nói đến Cộng sản là nói những trường khôi hài và trái nghịch từ tháng 3 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid Vũ Hán nguyên quyền Cộng sản Việt Nam đã tạm ngưng cho nhập cảnh đối với những người nước ngoài và những người có gốc Việt đang được vào Việt Nam muốn vào Việt Nam mà mỗi tháng chỉ có vài chuyến bay do các đại sứ quán tổ chức tại mọi nước và những những người đi trên đi trên chuyến bay này được cộng sản đặt cho một cái danh từ nghe rất mị miều nghe rất nhân đạo để gọi là để mà phân gạt thế giới và người dân gọi là những chuyến bay giải cứu hay những chuyến bay nhân đạo điều này đã dẫn tới hàng ngàn người gồm những công dân lao động phổ thông du học mất việc làm hoặc hết hàng visa ở các nước như Đài Loan, Nhật Bản, Dubai, vân vân, phải lên các trang mạng để cầu cứu vì không được về lại Việt Nam, đã hết tiền, không hết tiền thì đương nhiên sự sống không có, nhà cửa không có, phải lê lết ở ngoài đường thì họ không được về, cho nên họ phải lên các trang mạng để cầu cứu. Kính thưa quý vị, đầu năm 2021, số lượng công dân Việt Nam ở hải ngoại cần về nước tăng cao quá mức mà số chuyến bay giải cứu của mỗi tháng, mỗi chuyến, mỗi nước rất hạn chế. Do đó, Cộng sản Việt Nam trên một phương pháp khác, mọi tên cách khác là cho phép mở lại các chuyến bay. Nhưng các tổ chức phải đứng ra xin phép. chính <laughs> phủ không cựu dân mà chính phủ cho nghe nói chưa cho phép các các mở lại các chuyến bay hồi trước cấm bây giờ cho mở nhưng các tổ chức tư nhân phải lập đơn để xin phép đây là một lỗ để cho chúng nó ăn tiền kính thưa quý vị khi mà được chấp phép xong thì những tổ chức đó phải từ đi thuê máy bay phải từ quảng cáo phải từ marketing và từ bán vé cho những ai có nhu cầu về việt nam nhưng vẽ một vé máy bay như thế nào vé máy bay chỉ một chiều thôi là từ 2 tới 3 ngàn Mỹ Kim thay vì trước đó chỉ có một hai à, mấy trăm bạc à, khoảng ngàn thì bây giờ là 2 3 ngàn tức là gấp 2 hoặc 3 lần thậm chí có những người trường hợp rất đặc biệt phải mua với vẻ máy rất đắt đỏ là 8 ngàn một chuyến mà một chiều thôi ngoài vẻ máy bay đã gấp từ 5 tới 6 lần như vậy còn thêm nhiều thủ tục rươm ra khác nữa à, ví dụ như đó là dù đã tiêm vaccine nhưng phải bị uh, là uh, khoảng cách và phải nạp 500 000 đồng một phòng và khi mà về cách ly rồi á, phải nạp 500 000 đồng một phòng cho một người và phải ăn chỉ ăn được một buổi sáng thôi nếu được ba bữa thì phải đóng một triệu rưỡi có nghĩa là anh anh nghèo anh đồng 500 thì thông cảm buổi sáng thì ăn và anh nhìn đổi cho tới <laughs> sáng hôm sau mới có ăn anh phải có một triệu rưỡi thì anh mới có ba bữa ăn một ngày còn cái 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 số lượng ăn và cái 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 ăn như thế nào phẩm chất như thế nào thì là chuyện khác nữa thưa quý vị từ giữa năm 20 2020 thì đã có một sự liên kết thỏa thuận với nhau giữa các đại lý bán vé máy bay các tòa đại sứ, cục lãnh sự như là chuyện cục lãnh sự đã cấu kết để nâng giá vé chặt chẽ về Việt Nam. Khi những người nào có nhu cầu trong hai năm qua, thay vì phải sửa chữa những lỗi lầm này vì nguy hại cho tính mạng và đời sống người dân, thì ngày mùng 1 tháng 2, 2002 là vừa rồi đây, Bộ Giao thông Vận tải thi hành chỉ thị của Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Cộng sản, đưa ra một chính sách sai lầm tiếp là không không tiếp tục sử dụng các hãng hàng không trong nước nữa không cho sử dụng hàng không nữa, mà cho phép sử dụng nhà hàng không quốc tế như vậy đưa đến tình trạng gì triệt tiêu cả cái hàng hàng không Việt Nam ở trong nước à, như là à, Bumbo, Awe, à, Vietjet và Vietnam Airlines bị thất nghiệp từ trước nay họ Họ đã kháng hiểm về vấn đề à, hành khách để đi, họ đã sống vất vượng rồi. Bây giờ thì họ nhờ vào cái việc di chuyển những cái chuyến đó để họ sống. Thì bây giờ không cho phép nữa mà cho những máy bay ngoại quốc, hàng không ngoại quốc được thâu cái chuyện này. Hiện nay thì tại Trung Đông và phía châu có khoảng là hơn 600 người đang cần được giải cứu để về Việt Nam. Cái nơi vị, Nguyễn Thị Phương Hương Lan là cục trưởng cục lãnh sự miền lúc nào cũng ở Mỹ nhưng y có hai căn nhà ở tại Mỹ và hai đứa con đang du học ở tại Mỹ tiền đâu mà có như vậy kính thưa quý vị với 200 000 người trong nước về lại Việt Nam đã bị Nguyễn Thị Hương Lan và đồng chí của y ta của thì ta ép mua vé bay từ gấp từ 4 là 5 lần có lúc lên 8 000 đồng và trung bình mỗi vé thì bọn này kiếm được ít nhất 1.000 đồng tức là hơn hai tổng lại là hơn 200 triệu đô la và bọn này chia lẫn nhau. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi được ban kỹ thuật cho biết để giờ. Chúng tôi xin lưu điện cho tay quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở tuần sau. Kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi. Trân trọng kính chào và kính chúc mọi sự an lành đến quý vị và những người thân.